Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 25 tháng 5, tuyến cao tốc BOT Hà Nội-Bắc Giang đã chính thức thu phí. Tuy nhiên hiện nay có nhiều lái xe ô tô đã tìm đường vòng để tránh né trạm. Những xe lớn, nhỏ, ngày đêm quần nát tuyến đê Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 9 giờ sáng ngày 7 tháng 6, tuyến đường đê Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Những chiếc xe tải rầm rập nối đuôi nhau, đi cả hai chiều khiến tuyến đê ùn tắc. Kể từ khi tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang thu phí, rất nhiều chủ phương tiện né trạm đi vào con đường này dù đoạn đường xa hơn nhiều lần. Thỉnh thoảng học sinh đi học là bây giờ đa số là phải đỗ lại, bởi vì gặp những cái xe nó quá to vì đường đê quá bé. Đường nó chỉ có 5 mét thôi. Thế mà cả một cái xe to được khoảng có 7 8 tấn nó đi thì chắc quá là dân tôi không đi nổi nữa. Nên ngày xưa là đường này rất là vắng, nhưng bây giờ đường nó đi kinh lắm, mà coi như là đưa các cháu học sinh đi là coi như là toàn bị coi như là ô tô kiểu như là nó gây tai nạn rồi ách tắc rất là nhiều. Ô tô rồi to đùng nó đi qua rồi là đường thì rất là nhỏ. Mặt đường đê hẹp, nằm sát với nhà dân nên lưu lượng phương tiện đi lại đông đúc như thế này đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, đặc biệt là tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Thế cái nguy cơ về tai nạn giao thông cũng khá cao. Đặc biệt là cái thời điểm tới đây học sinh bắt đầu đi học thì chắc chắn là cái nguy cơ tai nạn thì sẽ rất là mất an toàn giao thông cho các cháu. Và bên cạnh đó thì kể cả những ngày bình thường này thì cũng gây mất an toàn cho các cái phương tiện khác lưu thông trên tuyến đê Phù Đổng, và cơ sở hạ tầng của cái tuyến đê thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Trước bức xúc của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Phù Đổng đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện và Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đồng thời chủ động tổ chức phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, rất cần các cơ quan chức năng có biện pháp phù hợp để tránh xáo trộn cuộc sống của người dân. Sự xuất hiện của những cánh hoa tam giác mạch đã làm cho vùng ngoại ô thành phố trở nên tươi tắn và thơ mộng hơn bao giờ hết, có phần tạo thêm điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách muôn phương. Tin rằng với những ưu đãi về thiên nhiên và khí hậu thổ nhưỡng, tam giác mạch sẽ càng thêm lan tỏa và là một mảng màu tinh tế trong bức tranh ngàn hoa vạn sắc của thành phố cao nguyên sương mù.